Thưa quý vị, theo quy luật, các bệnh lý về đường hô hấp sẽ tăng trong mùa mưa và đặc biệt là giai đoạn chuyển mùa. Thời gian 3 tháng cuối năm thường có thời tiết thất thường khiến cho nhiều người dễ mắc các bệnh lý về đường hô hấp và đặc biệt là trẻ em. Minh chứng là số trẻ tới khám và điều trị các bệnh về hô hấp như là viêm phổi, viêm tiểu phế quản, hen tại các bệnh viện đều tăng so với các tháng trước. Có vào bệnh viện những ngày này thì mới thấy hết được nỗi vất vả mệt mỏi của các bậc cha mẹ khi phải đưa con đi khám bệnh do lượng trẻ bị ốm và nhập viện tăng mạnh, chật kín cả khu khám. Có thời điểm thì các bệnh viện quá tải phải kê thêm giường ở ngoài hành lang. Ghi nhận tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng những ngày gần đây luôn trong tình trạng quá tải, trong đó tại khoa nhi hô hấp Bệnh viện Phụ Sản Nhi, nơi mỗi ngày tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân đến khám và điều trị, trong đó chủ yếu là trẻ dưới 2 tuổi. Trong khi số giường bệnh tối đa tại khoa là 150 giường, nhưng có thời điểm bệnh nhi điều trị nội trú lên đến gần 200, bệnh viện phải kê thêm giường trong phòng, ngoài hành lang, thậm chí phải bố trí nằm ghép 2 bệnh nhân trên một giường. Tại các bệnh viện tư trên địa bàn thành phố cũng đang ghi nhận số bệnh nhi mắc bệnh hô hấp đến khám mỗi ngày tăng đột biến. Có nhiều trường hợp phụ huynh đưa bệnh nhân đến bệnh viện trong tình trạng bệnh đã chuyển nặng. Các cháu nhi mà đến khám tại bệnh viện Hoàng Mỹ Minh thì hiện tại là chủ yếu là các bệnh về đường hô hấp, kể cả đường hô hấp kê như mũi, họng và đường hô hấp dưới như phế quản, phổi đều có cả. Và hầu hết tất cả các cháu về đến bệnh viện thì đa số thì đều có triệu chứng nặng cả, như là sốt cao trên 39 độ này, khó thở này, thở mệt này và ăn uống kém. Các triệu chứng của viêm hô hấp trên thường kéo dài từ 5 đến 7 ngày là khỏi. Tuy nhiên, nếu không được chăm sóc, theo dõi cũng như điều trị đúng và kịp thời, bệnh sẽ tiến triển nặng và quá trình điều trị sẽ kéo dài. Do đó, các phụ huynh không nên chủ quan, cần theo dõi kỹ tình trạng sức khỏe của trẻ để phòng tránh bệnh cho các con vào thời điểm này. Một khi đã trẻ đã mắc bệnh, thì những cái triệu chứng mà diễn biến nặng như trẻ siêu hấp, trẻ thở nhanh, trẻ nôn mọi thứ hoặc là có những cái triệu chứng mà bất thường thì nên cho trẻ vào cơ sở y tế ngay để cho được chăm sóc kịp thời, nhằm tránh cái tình trạng là để quá lâu ở nhà. Thường thường những triệu chứng hô hấp nó sẽ nặng về đêm, mà một khi mà trong đêm mà trẻ đã có những cái triệu chứng mà hô hấp mà nặng trở lên thì mà mẹ nên đem trẻ ngay đến cơ sở y tế, đừng có đợi chờ là con mình nó sẽ phục hồi. Nó không có phục hồi nếu như không có được chăm sóc đúng đâu. Trong mùa giao mùa này thì đối với các phụ huynh thì nên giữ ấm cho các cháu, giữ ấm tay này, cổ này, mặt này, giữ ấm đầu cho bé trước khi ra ngoài, cố gắng giữ gìn vệ sinh tay, mắt, mũi, miệng cho cháu, tránh cháu ngậm tay, múc tay hoặc đưa tay dùi lên mắt và tránh cháu tiếp xúc với các người khác bị bệnh. Đối với các cháu mà có triệu chứng nặng như sốt cao trên 39 độ, uống thuốc khó hạ hoặc là cháu có thở nhanh, thở mệt, khó thở hoặc ly bì, ăn uống kém hoặc nôn mửa hoặc nó có các triệu chứng bất thường mà phụ huynh cảm giác lo lắng thì nên đưa đến các cơ sở y tế để khám bệnh để phát hiện sớm tình trạng tăng nặng của bệnh. Có một thực tế, nhiều phụ huynh có thói quen tự ý mua thuốc kháng sinh tại các quầy thuốc để điều trị các triệu chứng thông thường như ho, sốt, ngạt mũi, sổ mũi cho con. Việc lạm dụng thuốc kháng sinh làm gia tăng khả năng kháng thuốc, dẫn đến việc điều trị bệnh khó khăn, kéo dài, tốn kém. Vì vậy, đối với trẻ nhỏ bị bệnh hô hấp, phụ huynh cần phải theo dõi sát diễn tiến bệnh và đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám, theo dõi kịp thời.